Chào các bạn nhé, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với số tiếp theo của kênh HC Lạng Sương. Thì hôm nay mình đang có mặt ở công viên Hoàng Văn Thụ. Thường ở đây là 12 và 22 sẽ có một cái gọi là hội HC ở Lạng Sơn. Nhưng mà những cái ngày này nó không được nhiều người đến đây đâu các bạn nhé. Nhưng mà cũng đủ để cho các bạn thưởng thức những bài HC rất là mượt mà. Đây, các bà với các bác và các chú mặc bộ quần áo người Nùng lên trên này để hát si đây. Đấy. Đấy, ở bên này rất là nhiều người đang đứng lên hát si. Ai ta lỡ đai mi ca đa của nơi lao lô ai ta sao bé đai mi yo đi a đai sai yo ai nhà sang mê tô ca đa của nơi sơ sô rồi bây giờ chúng ta di chuyển xuống phía dưới này nữa nhá. Ở dưới này cũng có mấy cô chú cô bác đang ngồi ở khu vực dưới này để hát si. Đấy, cứ những ngày hội này các bạn ra đây thì các bạn sẽ được nghe những cái điệu hát si như thế này. Đấy. Yeah.
ba sai rồi. Hai nhà ba ba. Hai nhà sơ mô lòng tia ra ơi bố sơ. Hai nhà pha nhỏ ca nhỏ ưu lẹ ca tê ưu. Đây là những cái điệu hát xì nha các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ di chuyển sang bên phía này để tiếp tục nghe những cái điệu hát xì của các cô chú khác nữa nhé. Đấy, bên này cũng có một cô chú đang hát nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đấy các bạn nhá, ở đấy hát si cũng khá là nhiều luôn. Bên này nữa này. Mọi người ngồi đây rất là đông ở dải khu vực này. Ở đây cũng có các ông bà đang vẫn tiếp tục hát. Đấy. À, thì vào những cái dịp hàng tháng 12-22 thì sẽ có các ông bà hay các cô chú đến đây hát xì nha các bạn. Nếu mà ai thích hát xì thì có thể ghé đến công viên Hoàng Văn Thụ để thưởng thức những điệu hát xì mượt mà nhé. Thì bây giờ video của mình đến đây kết thúc nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.